Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay mời các bạn đến với tập 9 của tiểu thuyết Kiếm hiệp Tình Ma, tác giả Ưu Đàm Hoa. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm hiệp hệ thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây là tập 9 Tình Ma. Mờ sáng hôm sau, Huệ Chi dẫn Thiên Vũ và Phi Hổ lên núi. Cô Lâu Sơn chỉ cách ngoại thành Ngân Xuyên hơn 10 dặm về phía đông bắc. Ngọn núi này nằm sát Hoàng Hà, xa xa nhìn giống sọ người nên có tên như vậy. Núi chỉ cao hơn ngàn trượng, đỉnh bằng phẳng, phía sau có rừng cây râm mát. Ba gian thạch thất ở bìa rừng chính là nơi cư trú của cô Lâu Ma Quần. Huệ Chi luyện võ ở đây mười mấy năm nên rất quen thuộc. Nàng đi thẳng vào gian giữa cất tiếng gọi. Thúc công, bọn tiểu tôn đã đến. Ma Quần từ trong bước ra, tay còn cầm khăn, cười ha hả nói. Ta đang bận chăm sóc cho Hùng Nhi, các người cứ tùy tiện đừng khách sáo. Huệ Chi nhanh nhảu rót trà, Ma Quần uống một hớp lộ vẻ buồn rầu. Ta sợ Hùng Nhi không đủ sức chịu đựng đến cùng, tiểu tử có cách nào không? Thiên Vũ nghiêm mặt đáp. Cương thi ma công luyện thành là do hút âm khí của xác chết, muốn trục ra phải có dược vật và luồng chân khí trí dương trên một hòa giáp hỗ trợ, nếu không kinh mạch sẽ cứng lại, toàn thân bại liệt. Chẳng hay thúc công đã dùng phương pháp gì? Ma Quần giật mình kinh hãi, vò đầu hối hận. Chết ta rồi, môn cô lâu thần công của ta thuộc loại trí âm, nếu đưa vào cơ thể Hùng Nhi chẳng phải là đã làm hại y sao? Thiên Vũ trấn an lão. Thúc công yên tâm, tôn tế đã hứa thì quyết không sai lời. Chàng nhờ Huệ Chi lấy văn phong tứ bảo rồi viết ngay một toa thuốc. Ma Quần cất tiếng gọi. Tiểu Á, mau ra đây cho sư phụ dạy việc. Một gã đại hán mặt mũi ngờ nghệch chạy ra. Gã nhìn Huệ Chi cười rồi đứng chờ lệnh. Ma Quần bảo gã. Người đem ngay toa thuốc này xuống tới An Đường trong thành Ngân Xuyên, bảo lão họ Vương hút thuốc cho ta, càng nhanh càng tốt. Gã gật đầu rồi phi thân xuống núi. Chưa đầy một canh giờ đã trở lại, trán đượm mồ hôi. Ma Quần đích thần sắc thuốc, đến trưa là còn vừa một chén. Lạ bừng thuốc đưa mọi người vào trong. Dương Hùng đang ngồi khiết già, cố dùng công lực trục âm khí ra ngoài. Gương mặt hắn đầy vẻ thiểu não và đau đớn. Nghe tiếng chân người, hắn mở mắt ra nhìn, khẽ gật đầu chào. Ma Quần đưa chén thuốc bảo uống cạn. Một khắc sau biết thuốc đã ngấm, Thiên Vũ xếp bằng sau lưng Dương Hùng, áp tả thủ vào huyệt thần trụ giữa hai xương vai và hữu thủ đặt nơi huyệt mệnh môn. Chàng bảo Dương Hùng. Biểu thuốc chuẩn bị tiếp nhận luồng chân khí trí dương của tiểu điệt, thuận theo đó mà hành công, âm khí sẽ bị trục ra ngoài. Dương Hùng gật đầu. Thiên Vũ lẩm nhẩm khẩu quyết rồi dồn chân khí, chừng 3 khắc sau, mỗi âm khí hôi hám tỏa ra nồng nặc. Huệ Chi không chịu nổi phải bước ra ngoài. Đúng một canh giờ, Thiên Vũ rút tay về, nhắm mắt vận công điều tức. Dương Hùng mặt mũi tươi tỉnh nhìn Ma Quần hớn hở nói: "Phụ thân, âm độc trong người Hải Nhi đã hết rồi." Ma Quần không đáp, chỉ chăm chú nhìn vầng chân khí vàng đang bao phủ lấy Thiên Vũ. Lão chỉ cho Dương Hùng thấy rồi bảo: "Đó mới chính là kim cương bất hoại thần công, tuyệt học vô thượng của Phật môn." Dương Hùng thở dài, vào sau tắm rửa. Khi Thiên Vũ tọa công xong, thực rượu đã sẵn sàng, mọi người ăn tọa. Dương Hùng vòng tay cảm tạ. Điệt tế quả là anh hùng cái thế, khí độ hơn người. Biểu thúc không dám quên ơn tương trợ. Ta sẽ chuyển cho ngươi cách điều khiển thập bát cương thi để đánh lại bá câu. Ma Quần mời cạn chén rồi hỏi. Hôm trước bá câu dùng kế kim thiển thoát xác, tập kích Kiếm Minh, kết quả ra sao? Thiên Vũ bùi ngồi đáp. Bá câu đã bắt đi 3 phu nhân và tiểu hài nhi Thiên Sơn của tiểu tế. Hẹn trước ngày rằm tháng 7 phải đem châu báu và tuyệt học của Kim Cung đến trao đổi. Huệ Chi trong ngày mãn tang không dám trò chuyện lâu với phu quân, nên chẳng hề biết chuyện này. Nàng bật khóc nức nở trách móc. Chỉ tại thúc công và biểu thúc điên bá câu mới có được một thân võ nghệ mà khuấy đảo giang hồ. Ma Quần lắc đầu thở dài. Huệ Chi trách chẳng sai. 20 năm trước, ta vì hồ đồ đến mới nhận tên ác tặc đó là đồ đệ. Để ta đến Thái Hoàng Sơn mất hắn phải thả người. Thiên Vũ trầm giọng bảo. Thúc công đừng đi vô ích. Gã đã vào thế cưỡi hổ, không thể xuống được nữa. Cùng lắm thì lão liên thủ với Thiên Trì Tàu và các đường chủ liều mạng với thúc công, hoặc đem tính mạng con tin ra uy hiếp, thì liệu thúc công có dám động thủ hay không? Dương Hùng tán thành lập luận của chàng. Hải Nhi hiểu rõ con người của bá câu, lão sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu. Ma Quần giận tím mặt hỏi Thiên Vũ. Vũ Nhi đến đây chắc là đã có lường sách. Chàng gật đầu. Đúng vậy, tiểu tế định cải trang thành thúc công để tiềm nhập vào Tử Vi môn. Lão bật cười cay đắng nói: Ngươi sai rồi, trời sinh ra ta không có hài lỗ tai, làm sao ngươi hóa trang cho sống được. Nói xong, lão vén mái tóc bạc lên, để lộ hai vành tai nhỏ xíu chỉ bằng móng chân cái và rất mỏng. Phi Hồ giật mình than: Không xong rồi, hai lỗ tai này không làm giả được đâu. Thiên Vũ nuôi bao hy vọng vào kế hoạch này bỗng tan tành như bọt nước. Chàng tuyệt vọng để lệ tràn khóe mắt. Tiểu Á thấy mọi người cứ chuyện trò mà không uống rượu, gã nâng chén lên u ớ mời. Ma Quần vỗ bàn mừng rỡ nói: Hào, ta đã có rượu kế, các người thử quan sát Tiểu Á xem. Phi Hổ gãi tai thưa: Bẩm lão gia, Tiểu Á chỉ đứng đến tai Thiên Vũ, độn cho giày cao lên thì được, chứ làm sao mà rút ngắn lên được. Ma Quần cười khà khà bảo: Hôm qua ta uống rượu thua tổn tế, nên hôm nay sẽ ý ước chuyển cho ngươi một môn thần công quán thế, đó là xúc cốt công. Với căn bản thâm hậu, ngươi chỉ cần vài ngày là có thể luyện xong. Lúc đó dù có muốn nhỏ bằng Phi Hồ cũng chẳng khó khăn gì. Thiên Vũ mừng rỡ bái tạ: Tiểu tế xin được ân thúc công. Bọn chàng bèn ở lại Cô Lâu Sơn. Chỉ mất có 5 ngày, Thiên Vũ đã tiến bộ khả quan, có thể tùy thời mà thu nhỏ cơ thể. Phần võ công, Tiểu Á chỉ luyện môn duy nhất, đó là phò cô lâu tích lịch quyền. Nhờ vậy mà Thiên Vũ chẳng gặp khó khăn gì. Dù mới luyện nhưng nhờ công lực thâm hậu nên quyền phong còn uy mãnh hơn cả 10 Tiểu Á. Nhờ thiên bẩm tuyệt luân, chàng nắm được cái thần khí của phò quyền này, trong khi Tiểu Á vẫn còn ở vỏ ngoài. Cô Lâu Ma Quân hài lòng khen: Phò quyền cước này tâm huyết một đời của ta, so về mức ảo diệu thì còn hơn cả cô lâu quỷ kiếm. May nhờ Vũ Nhi mới khỏi thất truyền. Bản thân Thiên Vũ cũng phải công nhận phò cô lâu tích lịch quyền này cực kỳ lợi hại, lòng rất khâm phục Ma Quân. Nhớ lại chuyện xưa, chàng tò mò hỏi: Tôn tế nghe nói 40 năm trước thúc công bỏ thuốc độc xuống hồ nước Thiên Hà Thượng Nhân Đần Cư, việc ấy thực hư thế nào? Ma Quân cười: Mấy chục năm nay ta không thèm thanh minh, nhưng tôn tế là hậu nhân của phái Thiên Sơn nên ta nói thật. Thứ nhất là ta chưa hề đấu với lão Thiên Hà. Thứ hai là họ Dương không biết dụng độc. Người ra tay hại lão mũi trầu ấy chính là U Linh lão quỷ, sư phụ của Tình Ma Mễ Hồng. Ở lại Cô Lâu Sơn đúng 10 hôm, Thiên Vũ đã thuộc lòng cử chỉ, phong thái, thói quen của Tiểu Á. Thấy thời hạn chỉ còn 1 tháng, chàng từ biệt Ma Quân đi về hướng Tái Hoàng Sơn. Huệ Chi cũng đi theo chàng để tiếp ứng. 3 người cải trang xong liền cho ngựa phi nước đại. 7 ngày sau đã đến Diên An. Nơi đây đặt lại bản doanh của mạng lưới trinh sát Kiếm Minh. Phi Hồ dẫn thiếu chủ và phu nhân đến một trang viện lộng lẫy trong thành. Xưa kia là phủ đệ của một lão quan hồi hưu. Kiếm Minh đã mua lại tòa trang viện này và biến nó thành một xưởng làm nhang, có đến mấy trăm công nhân cả nam lẫn nữ. Hiệu nhang Quảng Trịnh Tường bắt đầu chiếm lĩnh được các thị trường Thiểm Tây và các tỉnh biên thùy nhờ giá rẻ. Không ai biết rằng đám nhân công làm nhang kia chỉ quen cầm kiếm múa đao. Chủ nhân xưởng nhang chính là nhị tuyệt nhân ma. Đồng Kỳ Xương hóa trang thành một lão già mặt mũi phúc hậu lưng còng. Trời đã tối nên xưởng nhang đóng cửa, những chiếc bàn gỗ nhỏ để xe nhang được dọn dẹp, nhường chỗ cho cuộc tụ họp của đám anh hào. Phi Hồ nắm vòng cửa đập nhẹ 7 cái, người bên trong mở ra, chờ khách vào xong lập tức khóa chặt. Toán võ sĩ canh phòng không dưới 20 người. Vào đến cửa đại sảnh, Phi Hồ nói mật khẩu với 4 đao thủ phòng vệ, họ cung kính mời vào. Đại sảnh cũng là xưởng nhang, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng cửa sổ buông màn vải dày nên bên ngoài không thể thấy được ánh sáng. Bọn Thiên Vũ đưa tay xóa lớp hóa trang. Đồng Kỳ Xương và mọi người mừng rỡ đứng dậy đón chào. Toán đào thủ của Thất Tinh Đường cũng có mặt ở đây. Tần Hùng bước đến nhăn nhó: Đại ca, không lẽ bọn tiểu đệ chẳng có gì làm ngoài việc xe nhang? Chàng vỗ vai an ủi: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, các người sẽ được trả mối hận với Tử Vi Môn. 2 ngày sau, trước cửa tổng đàn Tử Vi Môn xuất hiện một đại hán thân hình lực lưỡng, những nét mặt ngây ngô và khờ khạo, y phục lôi thôi dơ dáy. Gã xăm xăm đi vào cổng, bọn võ sĩ phòng vệ cản lại, thì gã múa tay ra những dấu hiệu khó hiểu. Thì ra đại hán bị câm, đương nhiên không ai cho gã vào. Đại hán giận dữ vung quyền đập bọn võ sĩ tơi bời. Quyền phong vù vù uy mãnh, chỉ trong nửa khắc đã đánh ngã 8 tên gác cửa. Đường chủ Tử Vi Đường là Hắc Diện Diêm La lao vung, nghe tiếng la hét nhảy ra. Lão bất ngờ khi thấy kẻ đến hang cọp quấy phá chỉ là một gã khờ. Lão định xông vào dạy cho đối thủ một bài học, nhưng đại hán câm chẳng hề ngán sợ, múa song quyền phản kích. Chưa đầy 20 hiệp, lão họ Lào đã bị trúng liền 3 quyền như búa bổ. Bọn môn đồ thấy đường chủ thất thế gọi chiêng báo động. Bá Cầu tưởng tổng đàn bị tấn công, cùng các đường chủ chạy ra. Thấy đại hán câm, lão giật mình quát lớn: Dừng tay lại! Gã cầm nghe tiếng lão mừng rỡ chạy đến cười toe toét. Bá Cầu hỏi: Sư đệ đến đây làm gì? Tiểu Á giục tay ra giấu. Bá Câu đã ở với hắn 4 năm trời nên hiểu được ý nghĩa của những động tác này. Lão bật cười. Thì ra người hàm uống rượu mà bị sư phụ đánh đòn mới bỏ núi đến tìm ta. Thôi được, người cứ ở đây, bao nhiêu rượu cũng có. Tiểu Á mừng rỡ siết chặt tay Bá Câu. Lúc này mọi người mới biết đây là sư đệ của môn chủ. Trong lúc Tiểu Á được A Hoàn đưa vào tắm hội, Bá Câu bảo các đường chủ. Ngày trước, lúc ta mang thương trầm trọng, chính y đã tận tình chăm sóc ta suốt mấy tháng trời. Nhân dịp này ta đền đáp ân xưa. Từ hôm ấy, Tiểu Á trở thành tượng khách của Thái Hoàng Sơn. Gã uống rượu như hũ chìm, suốt ngày lang thang trong khu vực tổng đàn. Nhưng chỗ mà gã hay lui tới nhất chính là nhà bếp. Ở đây gã được đầu bếp và A Hoàn thương mến, đãi nhiều món ngon vật lạ. Đến ngày thứ tư, Tiểu Á đã biết được chỗ giam giữ con tin nhờ theo dõi Tiểu Thúy. A Hoàn lo việc cơm nước. Nhưng vì không biết đường đi nước bước và lực lượng phòng vệ ra sao, nên Tiểu Á quyết định thăm dò. Một hôm thấy Tiểu Thúy bưng mâm cơm còn kèm theo một cặp lồng đựng canh. Chàng bước đến đỡ lấy, ra dấu rằng mình sẽ giúp thị. Tiểu Thúy thầm nghĩ, gã cầm này là sư đệ của môn chủ, có vào mật lao thì cũng chẳng sao. Nàng vui vẻ gật đầu, õng ẹo đi trước. Tiểu Thúy không đẹp nhưng có đôi mông rất đẹp. Nàng bưng mâm cơm vào một tòa tiểu viện thanh nhã ở mé tả đại sảnh. Người ngoài không thể ngờ rằng cửa ra vào mật lao lại đặt trong căn phòng có vẻ hiền hòa xinh đẹp này. 4 võ sĩ đang nhàn nhã uống trà bên bàn bát tiên. Cũng như Tiểu Thúy, chúng cho rằng Tiểu Á vô hại nên không nói gì. Một tên bước đến vách cẩn đá đại lý cuối phòng, ấn vào viên màu xám lục. Trên vách hiện ra một khung cửa. Hết 20 bậc thang, đường ngầm dẫn đến cánh cửa sắt dài cả tấc. Tiểu Thúy gõ 5 tiếng, cửa mở ra. 2 đại hán mặt lạnh như tiền chờ họ bước vào lập tức đóng lại. Đoạn đường kế tiếp dài chừng 5 trượng, nên lát đá gạch hai màu trắng đen. Tiểu Thúy quay lại dặn dò. Tiểu Á, không được đặt chân lên các ô gạch màu đen, nếu không loạn tiến từ hai bên vách sẽ bắn ra. Chàng toét miệng gật đầu cười. Cuối đường là một dãy nhà cao bằng song sắt như những chiếc chuồng nhốt dã thú. Chuồng thứ nhất giam một người to béo đầu nhẵn bóng, chàng nhận ra là Thanh Hải Thần Tăng. Không hiểu Bá Câu đã dùng thủ đoạn gì mà thần sắc lão tăng vô cùng thiểu não bạc nhược. Chỗ bên cạnh chính là nơi giam giữ ba nàng Yến Vân, Phi Hương, Bạch Lan và Sơn Nhi. Bọn họ dung nhan ủ rột, có vẻ gầy đi rất nhiều. Chỉ có Tiểu Hài Nhi nhờ sữa mẹ nên trộm vía vẫn hồng hào. Thiên Vũ xúc động nhìn họ không chớp mắt, chỉ muốn vung thần đao chặt đứt chấn xong, nhảy vào ôm lấy người thân. Nhưng chàng cắn răng kiềm chế lòng mình, lặng lặng đứng chờ Tiểu Thúy đưa thức ăn cho tù nhân. Nửa khắc sau hai người trở lên mặt đất. Canh 3 đêm ấy, chàng vận tuyệt đỉnh khinh không lao mình xuống núi. Giờ này các tử quán đã đóng cửa tắt đèn. Thiên Vũ tìm đến một quán rượu có tên là Phần Hương Quán. Chàng gõ nhẹ vào cửa 6-7 tiếng. Một nữ nhân mau mắn hé cánh cửa cho chàng lách vào. Lão già nhỏ bé đang gảy bàn toán cạnh đĩa dầu chính là Dạ Miêu Nhi. Gã được Đồng Kỳ Xương thông báo trước nên biết đây chính là Thiên Vũ. Gã mừng rỡ đứng lên. Vũ đệ đã tìm ra mật lao chưa? Chàng gật đầu ngồi xuống bàn bạc với Kinh Hạo hồi lâu rồi mới trở về tổng đàn Tử Vi Môn. Rằm tháng 7 là ngày lễ rất quan trọng của người Trung Quốc. Trong ngày này người ta đốt giấy tiền vàng bạc để vong hồn tổ tiên, thân thích ở cõi âm có tiền mà xài. Đương nhiên thì không thể thiếu nhang đèn. Diên An nằm dưới sự khống chế của Tử Vi Môn nên xưởng nhang Quảng Thịnh Tường hàng tháng vẫn phải nộp một số bạc cho Thiên Phủ Đường và vẫn thường cung cấp nhang miễn phí. Chiều ngày 8 tháng 7, một chiếc xe ngựa mui kín của xưởng nhang Quảng Thịnh Tường chở nhang đến biếu. Ngoài mấy trăm bó nhang lớn, còn có mấy chục hũ rượu ngon để biếu riêng cho đường chủ Thiên Phủ Đường Hàn Cán và tổng quản Lâm Thuyên. Tiểu Á đang thờ thần trước sân, liền phụ đưa nhang vào kho. Xong xuôi, gã ôm một vò rượu rồi lôi gã đánh xe vào bếp. Tên Xà Ích không cưỡng lại nổi đành phải đi theo. Lúc này việc nấu nướng đã xong, mấy tên đầu bếp lấy thức ăn ra chung vui với Tiểu Á. Tên Xà Ích họ Lộ tiểu lượng kém còi, bị ép rượu một hồi đã say khướt lăn ra ngủ. Tiểu Á cười khà khà, bước ra sân kéo xe ngựa của hắn vào mé tả đại sảnh. Đêm ấy, đương nhiên họ Lộ không thể nào trở lại Diên An nên phải ngủ lại tổng đàn. Tiểu Á vác hắn trên vai đem về phòng mình. Trên đường đi, gã nghe mùi u hương quen thuộc tỏa vào mũi, giật mình nói nhỏ. Đường tử quả là bạo gan, dám cải trang vào đây. Sao không để lộ Tiểu Lâm làm đi? Huệ Chi cười khúc khích đáp. Thiếp phải năn nỉ mãi, đồng lão mới để cho thế chỗ hộ lộ. Nơi ở của Tiểu Á chính là tòa tiểu viện trước kia dành cho Trung Nam Sơn Chủ. Nơi Thiên Vũ và Ngân Xuyên mỹ nhân mặn nồng ân ái. Vào đến nơi, Tiểu Á cài chặt cửa, khêu nhỏ bấc đèn, rồi đặt nương tử lên giường. Nhớ lại những kỷ niệm lúc chàng giả danh Trần Thanh Thư, cả hai nhìn nhau âu yếm. đã hơn tháng trời không gần gũi nhau. Thiên Vũ háo hức cởi y phục của nàng. Chàng bật cười khi thấy lớp lụa dày quấn chặt đôi nhũ phong nảy nở. Huệ Chi thở phào nhẹ nhõm. Thiếp muốn ngạt thở với giải lụa quái quỷ này. Thiên Vũ mơn man ngực nàng nói. Tội nghiệp ái thê của ta. Hai người vuốt ve nhau rồi chìm vào bể ái ân. Đầu canh năm, Thiên Vũ và Huệ Chi như bóng ma lần đến tòa nhà có cửa vào mật lao. Lát sau, 8 tên võ sĩ đến thay cà cho tốp trước. Chờ bọn chúng bản giao xong và toán cũ đi khá xa, Thiên Vũ đưa tiểu đao cho Huệ Chi rồi cùng lao vào như tia chớp. Bọn môn đồ chưa kịp phản ứng đã bị hai đạo chỉ phong xuyên qua tim và tiểu đao cắt đứt cuống họng. Thiên Vũ ấn nút cơ quan mở cửa phóng xuống. Đến trước cửa cánh cửa thép, chàng gõ 5 tiếng ám hiệu. Đại hán bên trong ngỡ ngàng nhận ra tiểu á, nhưng chưa kịp hỏi han đã hồn lìa khỏi xác. Vượt qua quãng đường lót gạch hai màu đầy cạm bẫy, Thiên Vũ và Huệ Chi phi thân đến hai lồng sắt. Ba nương tử của chàng vẫn không hay biết gì, đang thiêm thiếp giấc nồng trên nền gạch giữa ánh đèn leo lét. Huệ Chi sạt nước mắt gọi: Vân muội, Hương muội, Lan muội, mau tỉnh dậy, tướng công và ta đến cứu các ngươi đây. Ba nữ nhân bật dậy, Phi Hương khêu tỏ ngọn đèn, thấy ngoài song sắt có hai người lạ mặt. Thiên Vũ nghẹn ngào nói: Các nàng không nhận ra ta sao? Nghe giọng nói quen thuộc, họ vui mừng khôn xiết. Thiên Vũ vận công vung thần đao chém vào khóa sắt, mở cửa lao ôm lấy vợ con. Huệ Chi mượn tiểu đao sang phá cửa lồng giam Thanh Hải Thần Tăng. Bạch Lan nói vọng rằng: Thần Tăng bị bá câu hạ độc, tâm trí mơ màng không còn biết gì cả. Đại tỷ nên điệp huyệt lão để khỏi kinh động. Thiên Vũ dặn dò kế hoạch, rồi vác lão tăng lên vai, đưa mọi người bước ra ngoài. Cả bọn trèo lên trước xe ngựa mui kín của xưởng nhang Quảng Thịnh Tường. Huệ Chi trở lại vai xả ích, Thiên Vũ phi thân về kho chứa nhang và dụng cụ. Chàng rút một cây nhang duy nhất có chân màu xanh, bật hỏa tập đốt nhang rồi cắm vào giữa đống nhang. Chàng đóng cửa cẩn thận rồi trở ra xe ngựa ra hiệu khởi hành. Huệ Chi chậm rãi cho xe ra cổng, Tiểu Á đi bên cạnh, múa tay cười nói với nàng rất tương đắc. Bọn gác cổng tổng đàn biết tên xả ích của xưởng nhang chắc chắn không hiểu Tiểu Á nói gì mà vẫn phải gật đầu lia lịa nên bật cười chế giễu. Lộ tiểu tử mà kết bạn với Tiểu Á thì e rằng phải gãy cổ mất. Xe ra khỏi cổng, Tiểu Á đứng lại vẫy tay từ biệt rồi khệnh khạng bước vào trong. Nhưng chỉ nửa khắc sau, chàng đã vượt tường đuổi theo xe ngựa, trèo lên thùng xe cùng thê tử. Chàng thở phào nói: Lúc nãy ta chỉ sợ Sơn Nhi khóc thét lên. Yến Vân cười bảo: Tướng công khéo lo, có đứa bé nào đang bú mẹ mà khóc bao giờ đâu. Bên bờ Hoàng Hà đã đậu sẵn một chiếc đại thuyền. Họ vừa lên thuyền xong, từ phía Thái Hoàng Sơn phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói bốc cao mấy chục trượng. Phi Hưng giật mình hỏi Thiên Vũ: Tướng công làm cách nào mà đem được hỏa dược vào tổng đàn Tử Vi Môn? Chàng cười đáp: Gần 200 cân hỏa dược được xe thành nhang chật ngày sau phía sau đại sảnh. Chưa chắc bá cầu đã toàn mạng. Bây giờ các nàng yên tâm sang sông. Quán Hưu và toán cao thủ Kiếm Minh đang đợi bên kia bờ. Ta và Huệ Chi sẽ trở lại cùng anh em tấn công tổng đàn Tử Vi Môn. Chàng hôn vợ con rồi kéo Huệ Chi nhảy lên bờ, chạy như bay về phía ngọn lửa đang bốc lên ngút trời. 300 cao thủ Kiếm Minh và 100 tay đao thủ Thất Tinh Đường đang tử chiến với hơn 500 môn đồ áo tím. Họ đã đi bằng đường sườn núi phía tây, chờ có tiếng nổ là ảo lên tấn công. Phù thề Thiên Vũ chạy đến nơi thấy đại sảnh đang bốc cháy dữ dội, phía sau đã sụp đổ. Bá câu mặt mũi đằng đằng sát khí đang chống chọi với nhị tuyệt nhân ma và Trung Nam Sơn Chủ. Võ công của lão cao hơn hẳn hai đối thủ, nhưng lâu lâu lại bị họ đồng tung đột phấn nên đành phải nhảy lui. Thiên Chỉ Tẩu và Tí Ngọ động chủ Hàn Cán đã đi Yên Kinh nên không có mặt. Chỉ còn Thiên Cơ Tư Sinh Khúc Vệ và Hoàng Diện Tú Sĩ Lâm Tuyên đang bị 6 thanh loan đao uy hiếp. Thiên Vũ gỡ mặt nạ ra người, khôi phục lại diện mạo rồi quát lên như sấm xông vào chém bá câu. Đồng Kỳ Xương và Trần Thanh Thư nhường trận địa cho chàng, nhảy ra cùng với Huệ Chi tấn công bọn môn đồ. Bá câu thấy mặt Thiên Vũ, căm hận dung kiếm xuất chiêu cô lâu ma ảnh. Chàng cười nhạt dùng chiêu kiếm thủy trường lưu, phong tỏa đường kiếm của đối phương, tả thù vỗ một đạo trường phong nặng như núi đổ. Bá câu không chịu kém, vùng trường chống đỡ, trường kinh kiếm phong chạm nhau nổ vang rền. Thiên Vũ nghe tay mình chấn động, biết công lực tình ma còn cao hơn mình. Chàng nghiến răng vận toàn lực, đánh chiêu thiên kiếm luân hồi. Bá câu nghe kiếm khí cuộn đến, kinh hãi giở chiêu cô lâu táng thiên phản kích. Hai thanh kiếm chạm nhau ngân dài rồi tắt lịm. Thân áo trước ngực lão rách ba đường, một vết kiếm thương kéo dài từ góc trán xuống đến cằm, hủy mất con mắt bên tả, máu tuồn xối xả. Thiên Vũ kinh hãi nhận ra lão mặc bảo y nên không chết vì ba vết kiếm nơi tâm thất. Chàng chưa kịp định thần thì Bá Cầu đã vươn tay tóm lấy một tên môn đồ đang chiếu đấu gần bên, tung về phía chàng, rồi đào tẩu về phía sau hộ trành, biến mất trong làn khói bụi. Thiên Vũ đuổi theo, lục lọi khắp nơi mà không tìm ra tung tích. Chàng dậm chân tiếc nuối rồi quay lại đấu trường. Bọn môn đồ thấy môn chủ đã bỏ chạy, không còn tinh thần chiến đấu cũng thi nhau đào thoát. Thiên Cơ Thư Sinh và Hoàng Diện Tú Sĩ cũng sắp táng mạng dưới 6 thành loan đào. Thiên Vũ đã từng tiếp xúc với hai người này, biết họ không đến nỗi tàn ác, nên chàng sinh lòng bất nhẫn, thét thuộc hạ đình thủ. Chàng nghiêm giọng bảo: "Nhị vị tuy theo Bá Cầu, nhưng chưa gây tội ác với giang hồ. Tài hạ không nỡ nhìn bậc anh hào vì lầm đường mà phải chết oan, xin hãy trở về quê cũ mà ẩn giật." Thiên Cơ Thư Sinh buồn bã đáp: "Là thân nam tử ai chẳng muốn đem tài trí dừng dành với đời, bởi lúc đầu không biết Bá Câu là tình ma hóa thần nên lão phu và Lâm huynh mới nhận lời hợp tác. Khi biết ra thì đã muộn rồi, vì lão ma hạ độc muốn ly khai cũng không được. Này các hạ rộng lượng buông tha, về quê nhà rồi chết cũng mãn nguyện." Thiên Vũ không ngờ Bá Câu lại thâm độc như vậy, chàng bảo họ: "Nếu như vị quyết tâm hồi đầu hướng thiện thì tài hạ sẽ giải độc dùm cho." Hai lão nhìn nhau gật đầu rồi bước đến trước mặt Thiên Vũ vòng tay nói: "Thiếu hiệp là bậc anh hùng cái thế, khí độ quân tử, đáng mặt minh chúa. Bọn lão phu xin được theo phò tá, đem chút tài mọn góp sức diệt ma vệ đạo." Thiên Vũ mừng rỡ nắm tay hai người: "Được nhị vị sát cánh thì tài hạ rất phấn khởi, từ nay coi như một nhà." Đồng Kỳ Xương chờ Khúc Vệ và Lâm Thuyên thu thập hành lý xong, liền cho phóng hỏa toàn bộ các công trình của tổng đàn. 10 ngày sau, bọn Thiên Vũ về đến Cối Kê. Long nữ cho mở đại yến chiêu đãi mọi người. Bà nghe kể Bá Câu nhờ bảo y nên thoát chết, hậm hực nói: "Thật đáng tiếc, không hiểu lão ác tặc ấy lấy đâu ra chiếc bảo y." Thiên Cơ Thư Sinh ứng tiếng: "Bẩm phu nhân, Thanh Sa chân quân có một đôi nên đã tặng cho Bá Câu một chiếc thiên tẩm ma y, trừ bảo đao thần kiếm, không loại vũ khí nào đâm thủng được." Huệ Chi thỏ thẻ nói: "Nếu vậy tướng công cũng mặc bảo y của thiếp mà đấu với lão." Hôm sau, Thiên Vũ cho chim bồ câu báo với Bát Chỉ Thần Cái tung đệ tử truy tìm tung tích Triệu Bá Câu, Hàn Cán và Thiên Chỉ Tẩu. Chàng dặn Lương Bang Chủ cho bọn bang chúng lưu ý những người chỉ còn một mắt. Tin tổng đàn Tử Vi Môn bị Kiếm Minh thiêu hủy, Bá Câu thọ thương phải đào tẩu đã lan truyền khắp thiên hạ. Các phái đều cử người đến chúc mừng. Thiên Vũ đã giải độc cho Thanh Hải Thần Tăng và hai cao thủ hồi đầu. Chàng biết Thiên Cơ Thư Sinh là bậc kỳ tài, cơ trí tuyệt luân nên hỏi ý kiến ông: "Theo Khúc tiên sinh thì Bá Câu sẽ chạy về đâu?" Khúc Vệ suy nghĩ, cân nhắc mọi khả năng rồi đáp: "Theo thiện ý của lão phu thì Bá Câu nhất định sẽ chạy sang Tây Vực để nương nhờ Hồng Giáo, vì các phân đàn sau khi nghe tin dữ đã tự động giải tán, môn đồ nhất định đào tẩu hết." Thiên Vũ đăm chiêu một lúc, quay sang hỏi Hoàng Diện Tú Sĩ: "Lâm các hạ, ngoài số 50 vạn lượng mà ngài đã đem về cho Kiếm Minh thì Bá Câu còn có tài sản gì nữa không?" Họ Lâm giật mình: "Thiếu chủ nhắc, lão phủ mới nhớ, chiếu theo sổ sách thu thập của Thiên Phủ Đường thì còn phải hơn 100 vạn lượng nữa, số này không được chuyển về tổng đàn." "Như vậy có lẽ Bá Câu còn có một cơ sở bí mật. Cổ nhân thường nói thỏ khôn có đến 9 hàng. Hơn nữa Thập Bát Cương Thi cũng không có mặt ở tổng đàn." Thiên Cơ Thư Sinh chép miệng: "Giá mà bắt được Thiên Chỉ Tẩu và Hàn Cán thì sẽ biết được cơ sở thứ hai này." Thanh Hải Thần Tăng góp ý: "Bần tăng hiểu rất rõ con người của Bá Câu. Lão không bao giờ đến với ai với thế hạ phong. Nếu có sang Tây Vực liên thủ với Hồng Giáo thì cũng phải có gì để mặc cả. Nhưng không hiểu ngoài số bạc 100 vạn lượng, lão còn sở cậy vào điều gì nữa?" Mọi người bàn bạc rất lâu mà không đi đến kết luận nào, đành phải chờ tin tức của cái bang. 10 ngày sau, chim câu tổ huyện An Dương phủ Hà Nam báo rằng cách đây 3 ngày có cao thủ nửa đêm đột nhập tàng kinh các, lấy đi 10 quyển chân kinh. Quan trọng nhất là bí kíp Bối Diệp Chân Giải. Các tăng nhân trong chùa phát hiện vây đánh, nhưng tên phi tặc hầu như không sợ đao kiếm. Võ công thần sâu quỷ khốc nên đã đả thương Tuệ Tâm đại sư và 10 mấy người rồi tẩu thoát. Tuệ Không đại sư mời Thiên Vũ lên ngay Thiếu Lâm Tự để bàn bạc kế sách truy tìm hung thủ. Bộ phận đầu não của Kiếm Minh lập tức họp khẩn cấp. Long nữ căm giận bảo: "Quả những điều vừa kể trong thư, ta đoán chắc đó chính là Triệu Bá Câu. Ngoài lão già không ai có được bảo y phòng thân và bản lãnh cao cường đến thế." Thiên Cơ Tư Sinh tán thành: "Hội chủ nói chẳng sai. Sự việc này đã chứng thực nghi vấn của Thanh Hải Thần Tăng. Tình ma đã dùng chân kính của Thiếu Lâm Tự để dẫn dụ Hồng Giáo liên thủ với mình." Nhị Tuyệt Nhân Ma thở dài: "Nếu Hồng Giáo vào Trung Nguyên thì cuộc phòng bà sẽ rất dữ dội và đổ nhiều xương máu." Trưởng môn phái Côn Lôn Thương Tâm Kiếm Vũ Đạo Toàn có vẻ lo ngại: "Sau Côn Lôn thì mục tiêu của Hồng Giáo sẽ là Thanh Long Bang, Nga Mì Phái và Trung Nam Sơn. Thiên Vũ gật đầu. Đúng vậy, giờ đây trận địa đã rời sang Tây Thục, chúng ta phải cấp tốc điều toán cao thủ của Quán Hưu và Thất Tinh Đường đến Thiểm Tây giúp Thanh Long Bang chặn đứng Hồng Giáo lại. Quán Hưu và Tân Hùng nhận lệnh, ra ngoài kiểm quân, chuẩn bị lên đường. Đồng Kỳ Xương, Trung Nam Sơn Chủ, Thanh Hải Thần Tăng cũng được điều về mặt trận phía Tây. Tổng cộng nhân mã chỉ hơn 300 người, nhưng toàn là những tay kiệt xuất. Dùng bữa trưa xong, Thiên Vũ khởi hành đến Tung Sơn. Tiểu hài nhi Thiên Sơn đã tròn 5 tháng tuổi, trắng trẻo, bụ bẫm và hay cười. Yến Vân ẵm con ra tiễn trượng phu, chàng âu yếm thê tử một lúc rồi lên ngựa. Trưa ngày thứ 5, chàng đã có mặt ở chân núi Thiếu Thất. Gửi ngựa xong, chàng dùng khinh không thượng sơn. Đến cổng tam quan, 10 tăng nhân phòng vệ chắp tay cúi chào, mời vào trong và đánh khánh ngọc 9 tiếng để báo hiệu. Thiên Vũ vừa đến sân trước đã gặp phương trượng Tuệ Không và các cao tăng ra đón, đưa vào khách sảnh bên hữu Đại Hùng Bảo Điện. An tọa xong, Tuệ Không đại sư dầu dĩ nói: Bối Diệp chân giải là bí kíp vô thượng của Phật môn, được viết bằng tiếng Phạn, trăm năm nay chưa ai học được, nhưng vẫn là bảo vật số 1 của Thiếu Lâm. Nếu rơi vào tay ác ma thì quả là đáng ngại, và ta cũng mang tội với tông môn. Bẩn tăng đã tỉnh ý của sư thúc tổ và người chỉ điểm rằng chỉ có Thường Thiên Vũ mới có khả năng tìm lại chân kinh, vì vậy bẩn tăng mới viết thư mời thiếu hiệp đến. Thiên Vũ nghiêm giọng đáp: Tiểu Điệt may mắn được thụ giáo võ học của Thiếu Lâm, trong tâm vẫn xem mình là đệ tử Phật môn nên có nghĩa vụ thu hồi bí kiếp. Tiểu Điệt xin tận lực hoàn thành. Theo ý của Tiểu Điệt thì hung thủ chính là Tình Ma Mễ Hồng đã từng hóa thân thành Triệu Bá Câu. Mục đích của lão là đem chân kinh dâng tặng cho Đại Lai Hoạt Phật ở Tây Vực để mượn lực Hồng Giáo chống lại võ lâm Trung Nguyên. Quần tăng không ngờ chàng lại biết rõ hung thủ nên mừng rỡ vô cùng. Tuệ Không bảo: Thiếu hiệp quả là người tài trí, bần tăng sẽ cử cao thủ La Hán Đường theo thiếu hiệp đi Tây Vực. Chàng mỉm cười nói: Sự xâm nhập của Hồng Giáo không chỉ liên quan đến vụ mất kinh của Thiếu Lâm Tự mà còn đe dọa cả sự thanh bình của võ lâm. Xin phương trượng liên hệ với các bang phái, cử người đến ngay đất Thục để đương cự với bọn lạt ma. Phần Tiểu Điệt sẽ tìm cách trà trộn vào Tây Vực để đoạt lại kinh sách. Thỏa thuận xong, Thiên Vũ cáo tử trừ tàng xuống núi. 7 ngày sau, chàng vượt sông Hán Thủy vào đất Thiểm Tây. Dọc đường, đệ tử cái bang ở Tây An cung cấp tin tức về mặt trận Lan Châu. Hồng Giáo chuẩn bị tấn công tổng đàn Thanh Long Bang ở Phượng Tường. Cánh thứ 2 từ Thanh Hải đang tiến về huyện Biên Dương để uy hiếp Đường gia. Thiên Vũ cần phân lợi hại, biết Đường Môn không có lực lượng hỗ trợ sẽ gặp nguy nên đi về hướng Tứ Xuyên. Đường Môn đã tồn tại hàng trăm năm như một bang hội có một công hai trong võ lâm. Toàn bộ môn nhân đều mang họ Đường, hoặc chỉ ít cũng là dâu rể con cháu. Ám khí của họ lừng danh vũ nội, không những về thủ pháp tinh kỳ mà còn ở chất độc vô song. 2 ngày trôi qua, chàng còn cách Miên Dương hơn 200 dặm. Đường vào đất Thục gập ghềnh hiểm trở, đồi núi chập trùng khó đi, đến nỗi thi hảo Lý Bạch trong bài Thục Đạo Nan đã phải than thở rằng: Y hu hi, nguy hổ cao tài, thục đại chi nan, nan ư thướng thành thiền. Hoàng hạc chi phi thượng bất đắc, viên nhíu dục độ sầu phân viên. Tạm dịch là: chà chà, hiểm thế cao tay, đường đi vào Thục gay hơn lên trời. Hạc vàng bay cao chẳng tới được, khỉ vượn leo giòi khó bề vị. Thiên Vũ vượt qua được 2 ngọn núi, đến một khu rừng rậm rạp thì hoàng hôn đã buông mau. Đã quen với cảnh lang bạt trường đồ, màn trời chiếu đất, nên trên lưng ngựa lúc nào cũng có sẵn lương khô và rượu quý. Chàng thấy bên tả đường quan đạo có một tảng đá lớn cao hơn 2 trượng, liền dừng ngựa chọn nơi ấy làm chỗ nghỉ ngơi. Nền đất dưới chân khối đá cứng và bằng phẳng, chỉ toàn sỏi đá, lựa thừa vài cọng cỏ non. Tháng 8 gió thu thổi mạnh, chàng gom củi nhóm lửa ở hướng đông để tránh gió. Chỉ lát sau trời đã tối hẳn. Thiên Vũ vừa ăn uống vừa nhìn ngọn lửa bập bùng, nhớ đến lần cùng Kinh Hạo đến Hồng Trạch Hồ cứu người thân. Thói thường, độc ẩm bao giờ cũng mau say. Chưa hết 1 canh giờ chàng đã uống cạn nửa túi rượu 10 cân. Đêm trường tĩnh mịch, tiếng côn trùng rỉ rả trong tiếng lá rừng rì rào bởi ngọn gió tây. Thiên Vũ nghĩ đến mối phụ thù và bước đường gian truân sắp đến, cảm khái vỗ bao kiếm ngâm bài Tương Tiến Tiểu. Dù không vận công nhưng giọng chàng sang sảng lồng lộng. Dứt bài, chàng định uống thêm một hớp rồi đi ngủ, nhưng từ xa vọng lại tiếng bước chân nặng nề. Nửa khắc sau, một hán tử mặc áo bạch bào loạng choạng đi đến ngồi phịch bên đống lửa. Thiên Vũ quan sát lặng lẽ, thấy hắn độ tam tuần, tướng mạo hiên ngang, lạnh lẽo nhưng vô cùng xanh xao hốc hác. Thân áo trước bị thủng một lỗ nơi ngực phải, máu đã khô đen và dính chặt vào da thịt. Hắn thở dài nói: Tài hạ thọ thương trầm trọng, tưởng rằng phải chết một mình cô độc trong rừng. Bỗng nghe tiếng ngân hào trắng của các hạ nên cố lần ra đây, có điều muốn cậy nhờ. Mong các hạ vì đạo nghĩa giang hồ mà an táng dùm tấm thân này để tại hạ khỏi phụ công dinh dưỡng của song thân. Thiên Vũ ái ngại hỏi hắn, ngoài vết kiếm thương trên ngực các hạ còn bị thương ở đâu nữa không? Hán tử cười đau khổ đáp, vết thương trên ngực chỉ là chuyện nhỏ, còn một trưởng mật tông đại thủ ấn sau lưng cách đây 5 ngày đã làm tạng phủ sai lệch vị trí, dù các hạ có là thần y cũng chẳng cứu nổi. Tại hạ còn sống đây là nhờ chút nguyên khí cuối cùng. Thiên Vũ vươn tay thăm mạch, thấy quả đúng là đã vô phương, nên thở dài bảo, các hạ nói đúng, đã quá trễ rồi. Nếu còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cứ nói, thường Thiên Vũ tôi sẽ tùy năng lực mà giúp cho. Chàng móc trong túi ra 5 viên linh đơn đưa cho gã. Bậc trượng phu sống thì vui với chính đạo, chết thì thản nhiên cười. Thuốc này sẽ giúp cho các hạ thêm khí lực cùng ta cạn vài chung từ biệt. Hán tử uống vào nghe tinh thần sảng khoái, nhấp một hớp rồi kể. Tại hạ là Liễu Tông Nguyên, từ nhỏ đã theo song thân đến Tây Tạng lập nghiệp. Gia phụ nhờ tài buôn bán đã thành đại phú, còn tại hạ cũng may mắn được kỳ nhân thu nhận nên luyện thành tuyệt kỹ, tạo được chút hư danh và vô tình kiếm. Nửa năm trước, gia mẫu lâm trọng bệnh, tiểu đệ của tại hạ là Liễu Quân bảo rằng trong quân sơn ở An Khánh có một vị đệ nhất thần y. Tại hạ bèn chuẩn bị lễ vật cùng Liễu Quân vào Trung Nguyên, quyết mời cho được. Nào ngờ vừa đến dặng núi này, gã âm thầm ám toán cướp sạch vàng bạc tuấn mã để tại hạ chờ chết trong rừng. Thiên Vũ nhíu mày hỏi, các hạ có biết hắn làm vậy là vì động cơ gì không? Có, trong mấy ngày qua tại hạ thức ngộ rằng hạ độc thủ mình vì muốn tranh giành Tần Thao Ngọc, vị hôn thê của Nguyên này. Thiên Vũ ngán ngẩm cho tình đời, quắc mắt bảo, tại hạ cũng đang trên đường sang Tây Tạng, sẽ ghé qua quý phủ điều trị bệnh cho lệnh mẫu và lấy đầu tên khốn kiếp Liễu Quân. Liễu Tông Nguyên là người cao ngạo, mặt lạnh như tiền, nhưng cũng không khỏi xúc động. Không ngờ trước lúc lâm chung lại được gặp bậc kỳ hiệp như các hạ. Nếu cứu được gia mẫu, Nguyên này xin nguyện kiếp sau đền đáp. Hai người đối ẩm, đàm đạo rất tương đắc. Vô tình kiếm biết được mục đích của chàng liền bảo, gia phụ là người Hán, nhưng nhờ của cải nên rất có thế lực với hoạt Phật và các trưởng lão trong chùa Bồ Đà La Tự ở Lã Sa. Người thường xuyên vào chùa uống trà, đàm đạo với các lạt ma. Thường huynh chỉ cần giả danh làm tại hạ theo vào là sẽ có cơ hội thu hồi chân kinh. Nói xong, họ Liễu lấy ra một quyển sách nhỏ và một chiếc vòng vàng cẩn ngọc rất tinh xảo. 12 năm trước, tại hạ đi chơi ở đất Trọng Ba, Tây Tạng, tình cờ gặp một nhà sư Hán tộc đang lâm bệnh nặng, liền đem về Lã Sa chữa trị, nuôi dưỡng. Vị sư ấy chính là tuyệt mệnh kiếm Tàng Long, sát thủ số 1 của võ lâm Trung Nguyên 20 năm trước. Cuối đời tự biết mình đã gây nhiều ác nghiệp nên xuống tóc là một nhà sư khất thực. Tuyệt mệnh kiếm đã truyền tuyệt nghệ cho tại hạ trong 5 năm rồi từ trần. Nếu muốn cải trang làm tại hạ thì huynh đài phải nghiên cứu bí kíp này. Còn đây là chiếc kim hoàn đính ước với Tần Thao Ngọc, huynh đài mang về trình với gia phụ để làm tin. Cũng may là Liễu Quân không dám đến gần tại hạ để lục soát nên mới còn hai vật này. Nói xong, Liễu Tông Nguyên cạn kiệt chân khí, máu miệng rỉ ra. Thiên Vũ vội áp hữu thủ truyền công. Họ Liễu lắc đầu chăn chối, chỉ vô ích thôi, mong huynh đài thay ta chiếu cố cho Tần Thao Ngọc. Đôi mắt gã lạc thần nhưng vẫn nhìn chàng chờ câu ưng thuận. Thiên Vũ nghe lòng bất nhẫn đành gật đầu. Liễu Tông Nguyên mỉm cười về trốn tuyền đài. Sáng hôm sau, chàng lấy tảng đá làm chuẩn đi thẳng vào rừng. Đến chỗ đất mềm vận toàn lực vỗ một đạo trưởng phong như sấm sét, đất cát bay mù mịt. Một lỗ huyệt sâu 2 thước, dài hơn 4 thước hiện ra. Chàng dùng trường kiếm sửa sang cho đủ độ dài, rồi đặt thi hài Liễu Tông Nguyên xuống lấp đất xong. Chàng ôm tảng đá chất lên trên để thú rừng không đào bới. Cuối giờ Mão, Thiên Vũ lại lên đường, tiếp tục hành trình đến Biên Dương. Tin tức về cuộc tấn công của Hồng Giáo nhắm vào Đường Môn được xác định bởi những tay trinh sát lão luyện của cái bang. Hành tung của bọn lạt ma rất kín đáo để tạo thế bất ngờ. Vì vậy chàng tin rằng Đường Môn chưa hề phát giác. Nhưng vì không quen biết, Thiên Vũ không thể đường đột và báo tin được. Nếu Hồng Giáo bỗng nhiên thay đổi mục tiêu thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của kiếm mình. Cha quyết định chờ sự việc diễn ra rồi mới ra tay tương trợ. Gần đến huyện thành Biên Dương, Thiên Vũ tháo chiếc nón rộng vành xuống rồi thúc ngựa đi vào. Dừng cương trước một khách điếm 2 tầng rộng rãi, Thiên Vũ đặt một phòng thượng hạng, tắm gội xong lăn ra ngủ một giấc. Chiều đến, hóa trang cho dung mạo khác đi, chàng thả bộ dạo một vòng thăm dò và tìm nơi dùng bữa. Mùi thơm từ Miên Dương đại tử quán đã quyến rũ được chàng. Tiểu nhị mau mắn đưa khách vào bàn trống. Đang ăn uống, bỗng thấy hai lão nhân già vóc người nhỏ bé từ ngoài lẳng lặng bước thẳng đến bàn chàng và ngồi xuống. Thiên Vũ nhận ra là Dạ Miêu Nhi và Nhật Phi Hồ nên kinh hãi hỏi nhỏ: "Phải chăng có việc khẩn cấp nên nhị vị đại ca mới tìm tiểu đệ?" Dạ Miêu Nhi lắc đầu cười: "Vu đệ yên tâm, ta với Nhật Phi Hồ thấy mặt trận Thanh Long Bang thế mạnh người đông, có ở lại cũng vô ích, nên đến đây cùng người sang Tây Tạng." Thiên Vũ thở phào: "Hây, tốt lắm, có mặt hai tay đệ nhất thần thâu thì việc thu hồi kinh văn sẽ rất thuận lợi." Tiểu nhị bưng thêm chén đũa và thức ăn, ba người đàm đạo rất vui vẻ. Nhật Phi Hồ bảo: "Lúc chiều ta với họ Kinh đi ngang qua Đường Môn, thấy vẫn im lìm, chưa có động tĩnh gì, không hiểu bọn lạt ma bao giờ mới đến." Đêm ấy, Thiên Vũ đưa hai tay rượu thủ thần thâu về ở chung khách điếm với mình. Sáng hôm sau, ba người ra chợ huyện, thấy dưới gốc cây bên đường có một hán tử đeo ba túi. Chàng bước đến trước mặt hắn, xoay bàn tay hữu để lộ một đồng tiền cổ đen xì. Tên hán tử kinh hãi vái bà vái hỏi: "Chẳng hay công tử có điều gì sai bảo?" Thiên Vũ hạ giọng bảo: "Các hạ về bảo với phân đà chủ huy động anh em cảnh giới xung quanh cứ địa của Đường Môn và huyện thành. Nếu phát hiện toán người làm mặt nào, lập tức thông chi cho ta ở tứ xuyên khách điếm. Nên chú ý một điều là bọn lạt ma Hồng Giáo đều chọc đầu và nói tiếng Hán thông thạo." Hán tử nhận mệnh đi ngay. Chiều đến, một đệ tử cái bang đến thông báo rằng trong khách điếm An Hưng, cách đường Gia Trang 6 dặm, có một toán thương nhân rất khả nghi, tổng số chừng 80, đầu bịt khăn. Chàng thầm nghĩ, bọn chúng chỉ có mấy chục người mà dám tập kích Đường Môn, thật phải toàn những tay kiệt xuất. Hơn nữa, chúng phải có cách đối phó với ám khí của họ Đường. Ba người lập tức theo hán tử đến đường Gia Trang. Trong ánh chiều tà, các kiến trúc của Đường Môn nằm trên một ngọn đồi thấp, trông hiền hòa, thanh nhã, khác hẳn với danh tiếng lẫy lừng của nó. Với vị trí này, bọn Hồng Giáo có muốn tấn công cũng phải chờ trời tối hẳn. Chàng yên tâm bảo hán tử lui về, rồi cùng nhị vị đại ca vào tử quán nơi chân đồi nhâm nhi chờ đợi. Đây là vùng thế lực Đường Môn, tất nhiên chủ quán cũng phải là họ Đường. Bọn chàng nhận ra điều này nhờ cách xưng hô của tiểu khách với lão. Đường trưởng quỹ tuổi mấy ngũ tuần, nhưng hình như cung tử tức rất tốt nên có đến 8 đứa con. Quán hơi vắng nên chúng chạy ra vào đùa dẫn, bị Đường Tam la mắng. Thiên Vũ giật mình, nghĩ đến lũ tiểu đông trong đường Gia Trang. Nếu không được báo trước, e rằng đường ra trong cơn hỗn loạn khó mà bảo vệ được chúng. Chàng suy nghĩ rất lâu, rồi gọi chủ quán lại hỏi: "Đường lão huynh, tài hạ muốn mua một số ám khí, chẳng hiểu giờ này đường Gia Trang còn có tiếp khách hay không?" Đường Tam hỏi lại: "Quý khách mua với số lượng bao nhiêu?" Thiên Vũ đáp: "Thiết tật lê, ngũ mãng cầu, liễu dập phi đao, mỗi thứ 1000 chiếc." Đường Tam giật mình trước hợp đồng mua bán béo bở này, quan sát kỹ dung mạo của chàng rồi nói: "Chẳng hay tôn giá thuộc lộ nào?" Thiên Vũ móc Thanh Long lệnh bài đưa ra: "Tài hạ là phó bang chủ của Thanh Long Bang." Đường Tam cầm lấy xem xét rồi cung kính nói: "Thật lễ, tài hạ xin dẫn đường đưa phó bang chủ nhập trang." Lão giao quán cho phu nhân, rồi mau chóng đưa ba người lên đồi. Thiên Vũ để ý thấy Đường Môn phòng bị rất lơi lỏng, có lẽ vì họ không tin rằng có lực lượng nào dám tấn công một nơi mà ngay cả đứa bé 10 tuổi cũng biết dùng ám khí. Vào đến khách sảnh, đại công tử của đường gia là Đường Thiên Thu tích thần giả tiếp. Gã kính cẩn vòng tay nói: "Không ngờ đại giá của phó bang chủ lại đến tệ xá, thật vô cùng vinh hạnh." Thiên Vũ đáp lễ rồi lại yêu cầu về ám khí. Họ Đường tính toán rồi đáp: "Tổng cộng là 2000 lượng bạc, nếu có tẩm độc thì thêm 3000 lượng nữa." Chàng lấy ngân phiếu trả đủ, lắc đầu cười bảo: "Không cần tẩm độc, nhưng chừng nào có thể giao hàng?" Đường Thiên Thu đáp ngay: "Trong kho đã có đủ số, sáng mai tài hạ sẽ cho xe chở đến khách điếm." Thiên Vũ nghiêm giọng: "Đến sáng mai thì số ám khí trong kho sẽ không còn đủ nữa đâu. Nửa tháng sau, Đường Môn sẽ giao hàng tại tổng đàn Thanh Long Bang, chi phí chuyên trở sẽ tính sau." Đường Thiên Thu giật mình hỏi lại: "Tài hạ không hiểu ý của phó bang chủ." Thiên Vũ cười mát trả lời: 80 cao thủ của Hồng Giáo đã ở đây cách đây 6 dặm, đêm nay sẽ tập kích Đường Môn. Tài hạ vì lo cho đám tiểu đồng trong quý trang nên mạo muội đến đây thông trì, tin hay không là tùy chư vị." Đường Thiên Thu kinh hãi bảo A Hoàn: "Người mau vào phòng thỉnh lão phu nhân ra ngay." Lát sau Đường lão thái đến, tuổi bà chắc đã hơn thất tuần, tóc bạc như xương, tay chống trượng gỗ nhưng trông vẫn còn rất tráng kiện, da dẻ hồng hào, mắt lấp lánh thần quang. Thiên Vũ đứng lên vòng tay thì lễ: "Tiểu bối là Thương Thiên Vũ bái kiến lão thái." Bà gật đầu ngồi xuống ghế quan sát chàng rồi bảo: "Ta là chỗ cố hữu của Thương Thiên Long, chẳng lẽ ngươi không thể dùng chân diện mục mà ra mắt ta được hay sao?" Chàng hổ thẹn và khâm phục đôi mắt sắc bén của Đường lão thái, đưa tay xoa mặt để lộ dung mạo anh tuấn phi phàm. Đường lão thái hài lòng bảo: "Người còn anh tuấn hơn cả Thiên Long lúc thiếu thời. Hãy ngồi xuống rồi cho ta biết chuyện Hồng Giáo." Thiên Vũ nghiêm mặt thưa: "Câu chuyện còn rất dài, trước hết xin bá mẫu và Đường huynh chuẩn bị ngay lực lượng đối phó, bản lãnh bọn lạt ma rất lợi hại." Đường Thiên Thu gật đầu: "Tương huynh đệ cứ đảm đạo với giả mẫu, ta sẽ lo việc này." Nói xong, gã quay người rảo bước. Thiên Vũ giới thiệu hai tiểu đồng của mình với Đường lão thái. Bẩm bá mẫu, đây là nhị vị đại ca của tiểu đệ, Dạ Miêu Nhi Kinh Hạo và Nhật Phi Hổ Lăng Thu. Hai người bẽn lẽn cúi chào. Đường lão thái bật cười. Thế ra đây là hai tên trộm mà Thiên Long đã cứu mạng năm nào. Thiên Vũ tư lự, cố tìm câu giải đáp về cách phòng tránh ám khí của Hồng Giáo, nhưng không có kết quả. Chàng đành phải hỏi Đường lão thái. Thưa bà mẫu, theo thiền kiến của tiểu điệt thì bọn Hồng Giáo nếu không ỷ lại vào điều gì đó thì chắc không dám đến đây chọc ghẹo ám khí của Đường môn. Xin bà mẫu lưu ý điểm này. Đường lão thái gật đầu bảo. Vũ Nhi nhắc nhở rất phải. Nếu chúng mặc áo da trâu và vuốt vũ khí vào đá nam châm thì sẽ vô hiệu hóa được phi châm và các ám khí nhỏ. Vừa lúc đó Đường Thiên Thu bước vào. Đường lão thái bảo hắn. Ngươi lập tức vào kho lấy độc ra và các ám khí bằng đồng, phân phát cho đệ tử bổn môn, thu hồi các loại ám khí bằng sắt thép. Đường Thiên Thu lại quay ra, đàm đạo đến đầu canh hai. Thiên Vũ theo Đường đại công tử đi một vòng khảo sát hệ thống phòng thủ. Gần đến canh ba, nhờ nhãn quan sắc bén, chàng phát hiện được mấy chục bóng đen đang từ từ áp sát trọng địa Đường môn. Chàng bảo Đường Thiên Thu báo động, chờ hiệu lệnh sẽ tấn công. Gã không ngờ trong đêm tối mà Thiên Vũ có thể nhìn xa 10 trượng, lòng vô cùng bái phục. Nửa khắc sau, 80 lạt ma đã đến chân tường trang viện. Chúng chia làm 3 toán, đột nhập theo 3 hướng bắc tây đông, trừ lại cổng chính ở phía nam vì nơi đây có trạm canh. Chờ bọn chúng phóng qua tường vào hẳn bên trong, Thiên Vũ huýt sáo ra hiệu. Bọn đệ tử Đường môn phục sẵn trong các bụi cây lập tức tung ám khí xuống đầu bọn địch, đồng thời hàng trăm ngọn đuốc được thắp lên, sáng rực cả một vùng. Bọn Hồng Giáo không ngờ đối phương biết trước nên tập kích bất ngờ, hơn 20 tên đã bỏ mạng vì độc xa. Chúng lan lộn gào thét trên mặt đất, chấn động cả đêm trường. Nhưng đúng như Thiên Vũ đã dự đoán, toán lạt ma võ công cao siêu, thiên trượng phi bạt giới đao vung lên loang loáng, gạt phong làn mưa ám khí. Nhưng thật ra bọn chúng rất hoảng sợ vì các ám khí đều bằng đồng, không chịu tác động của tử tính. Chỉ có mười mấy tên hầu như không coi ám khí ra gì, bộ pháp cứng nhắc nhưng vô cùng lanh lẹ và lợi hại. Đôi song chảo của chúng ngang nhiên chống đỡ đao kiếm, tiến vào gần đại sảnh. Đường lão thái và Đường Thiên Thu đứng trên lan can đại lâu quan sát trận địa, thấy vậy không khỏi kinh tâm táng đẩm. Thiên Vũ nhận ra thập bát cương thi, trang bảo Đường Thiên Thu. Xin Đường huynh ra lệnh cho đệ tử lui vào sảnh, nhưng cho chúng xông tới, càng gần càng tốt. Gã không hiểu ý chàng nhưng vẫn làm theo. Các cao thủ đang vây đánh thập bát cương thi lùi cả vào trong. Toán lạt ma mừng rỡ tụ cả sau lưng thập bát cương thi tiến đến. Nhưng khi còn cách cửa sảnh 2 trượng, Thiên Vũ vận công đọc mấy câu thần chú mà Chiêu Hồn chân nhân đã dạy. Thập bát cương thi lập tức quay lại tấn công toán môn nhân Hồng Giáo. Vì bất ngờ mà đã có đến mười mấy tên táng mạng dưới ma trà của thập bát cương thi. Đường Thiên Thu thét thuộc hạ hỗ trợ cho thập bát cương thi, bản thân gã cũng lao xuống nhập cuộc. Toán lạt ma chỉ còn hơn 40 tên, dù kiêu dũng cũng không chống cự nổi. Chưa đầy một canh giờ đã bỏ mạng không còn một mống. Thiên Vũ niệm chú cho thập bát cương thi đình thủ rồi đưa chúng vào trong. Sáng hôm sau, bọn Thiên Vũ cáo từ Đường môn. Dạ Miêu Nhi sẽ đưa xe chở ám khí và thập bát cương thi trở lại tổng đàn Thanh Long Bang. Thiên Vũ đã dạy cho Kinh Hạo cách điều khiển đám thây ma. Thật ra chúng chưa thể gọi là xác chết, vì đây chính là 18 tay cao thủ hắc đạo bị Dương Hùng khống chế, dùng cương thi ma công và dược vật biến họ thành công cụ của mình. Ý thức đã bị tiêu hủy, nhưng vẫn ăn uống bình thường vì bản năng sinh tồn và chỉ tuân lệnh một cách mù quáng.